Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các em quay trở lại với chiến dịch lập trình văn học cùng Học Văn chị Hiên. Buổi hôm nay là buổi cuối cùng của chiến dịch, cũng là buổi cuối cùng để chúng ta hoàn thành các bước nhận tài liệu và đặc biệt cũng là ngày cuối cùng để chúng mình được nhận ưu đãi khi đăng ký khóa học. Chị rất mong là trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau lý giải để làm sao các em hoàn toàn yên tâm và có thêm một cái kỹ năng khi chúng ta viết văn, đó chính là kỹ năng lập dàn ý nhé. Xin chào các bạn, chúng mình đã vào học chưa nào? Các em ơi, đâu hết rồi? Hiện tại thì chị đã có mặt ở đây và cùng với chúng ta chuẩn bị bước vào buổi học cuối cùng trong chiến dịch lập trình văn học. Các bạn đã có mặt ở đây chưa nhở? Rồi, bạn nào vào rồi thì có thể là gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận được không? Xin chào Bích Trân, xin chào Lê Quỳnh, xin chào Huyền Trang, xin chào các bạn. Rồi, chị thấy Minh Anh rồi này. Chị thấy Mỹ Linh. Chúng mình có nghe rõ và có nhìn rõ không? Phát buổi trưa thì có lẽ là mạng sẽ ổn định hơn đúng không nào? Rồi, đó, đúng rồi, chính xác. Gọi bạn bè của mình vào học đi. Những bạn mà chúng ta cùng với nhau tham gia chiến dịch này thì khi chúng ta vào học và thấy chị phát trực tiếp, các bạn có thể tag ngay bạn bè của mình vào học nhé. Rồi, nhìn rõ và nghe rõ đúng không nào? Ok. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với buổi học cuối cùng ở trong chiến dịch này nhé. Rồi, các em thân mến, trong chiến dịch lập trình văn học diễn ra trong 4 buổi thì 3 buổi vừa rồi chúng ta đã cùng với nhau đi tìm hiểu về cái cách để chúng ta lập dàn ý, các bước chị hướng dẫn chúng mình khi lập dàn ý phân tích thơ và khi lập dàn ý phân tích văn xuôi, đúng không nào? Thế thì trong buổi hôm nay chúng ta sẽ có hai nội dung chính. Nội dung đầu tiên là chị hướng dẫn các bạn về cách mà chúng mình lập dàn ý khi phân tích với dạng đề là yêu cầu chúng ta cảm nhận về một đoạn trích trong tác phẩm văn xuôi. Nó sẽ khác với cả phân tích thơ như thế nào, đúng không? Và sẽ khác với cả dạng đề mà hôm qua chúng ta học như thế nào. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ cùng tổng kết lại chiến dịch này nhá. Ok chưa? Rồi. Và ở đây thì chị cũng nhắc luôn, đó chính là chúng ta vẫn sẽ được nhận tài liệu. Và ngày hôm nay là ngày gửi tài liệu, bộ tài liệu số 2. Hôm kia, đúng không nào? Hôm kia là chúng ta được nhận bộ tài liệu số 1 rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ được nhận bộ tài liệu số 2. Với việc là các bạn làm đầy đủ các thao tác như chị đã hướng dẫn ở tất cả các buổi học đấy. Là chia sẻ phần phát trực tiếp này, rồi là tag bạn bè của mình, ít nhất là 5 bạn ở dưới phần bình luận. Và đặc biệt là chụp ảnh màn hình lại chính cái lúc mà các em đang xem phần phát trực tiếp này. Được không? Ok. Rồi. Đó, đã gọi bạn bè của mình vào học chưa nào? Trong buổi hôm nay đến với nội dung đầu tiên là chị em mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu và nắm rõ lại những cái bước của dạng đề là phân tích một đoạn trích văn xuôi. Ok chưa nào? Phân tích một đoạn trích văn xuôi thì dạng đề bài này sẽ kiểu như thế này này. Chị lấy ví dụ nhé, đề bài sẽ yêu cầu chúng ta là cảm nhận của em về đoạn trích sau. Và đề bài sẽ trích đoạn trích đấy ra cho chúng mình. Đó, không có nêu thêm là cảm nhận cái gì ở trong đoạn trích đấy, hay là cảm nhận về nhân vật gì ở trong đoạn trích đấy. Không, yêu cầu chúng mình cảm nhận về cả đoạn trích đấy luôn. Ok chưa nào? Nhớ, thế thì với dạng đề như vậy thì có phải là ngay lúc đầu chúng ta thấy hơi bị hoang mang? Có giống như phân tích thơ đâu. Nếu như bây giờ cho em một đoạn thơ thì em còn biết phân tích, em còn biết chia bố cục. Bây giờ cho em một cái đoạn văn xuôi như vậy, trong khi kiến thức nền thì em chỉ học theo nhân vật thôi, trong khi kiến thức nền thì em chỉ học theo diễn biến tâm trạng của nhân vật thôi. Thế bây giờ cả một đoạn trích như thế này, em thấy là trong kiến thức nền em được ghi có một vài ý nhỏ thôi, làm sao mà viết được cả một bài bây giờ? Đúng chưa? Nhớ, đó. Thế thì với cái dạng này chúng ta cần phải chú ý như sau này. Trước tiên về các bước lập dàn ý. Thì cơ bản là vẫn giống với cả buổi ngày hôm qua chúng ta được học nhé. Được không nào? Các em có thể xem lại buổi ngày hôm qua, đó là buổi số 3 của chiến dịch. Chiến dịch này thì chị không xóa video, nên là các bạn có thể xem lại được. Tuy nhiên tài liệu thì chỉ dành cho những bạn tham gia trực tiếp vào buổi phát trực tiếp thôi. Được không? Nhớ, thì nếu như mà chúng ta chưa rõ buổi nào, các bạn hoàn toàn có thể xem lại. Chị vẫn giữ tất cả những video đó ở trên kênh fanpage này. Được chưa? Thế thì các bước ngày hôm qua chúng ta học, đó là việc mà chúng mình lập dàn ý khi phân tích những vấn đề liên quan đến tác phẩm văn xuôi, phân tích một nhân vật trong một phạm vi dẫn chứng nhất định. Đúng không nào? Đây, chị có thể mở lại cho chúng mình xem nhé. Đó. Ở đây chúng ta vẫn sẽ có bước 1 là xác định rõ đối tượng phân tích. Thế nhưng trong bước 1 của dạng đề này thì các bạn, chúng ta sẽ thay vì việc là xác định rõ vấn đề phân tích, bởi vì đề bài không nêu rõ cho chúng ta, thế nên rằng là trong bước 1 các bạn sẽ đọc thật là kỹ đoạn trích cho chị nhé. Đọc kỹ đoạn trích để chúng mình nhớ được, chúng mình nhớ lại vị trí của đoạn trích này ở trong tác phẩm. Và thứ hai là chúng mình hình dung ra nội dung chính của nó là gì. Ok chưa? Đây, ví dụ đề bài cho chúng mình là phân tích đoạn trích Từ chỗ mà về đến nhà. Đây là chị lấy một đoạn trích ở trong Chuyện Người Con Gái Nam Dương nhé. Chúng ta sẽ phân tích đoạn trích là về đến nhà chàng la lên cho hả giận, vợ chàng khóc mà rằng vân vân, cho đến đoạn mà hết cái lời nói của Vũ Nương. Đây, cho đến đây. Ok chưa? Cho đến chỗ mà nói xong nàng gieo mình xuống sông mà chết. Đây là một đoạn trích rất đặc sắc ở trong tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Dương. Thế thì bây giờ đề bài yêu cầu chúng mình phân tích đoạn trích này. Bước 1, trong đề bài sẽ trích ra cho chúng ta, đúng không? Thì các bạn sẽ đọc thật là kỹ cái đoạn trích để cho chị, để chúng mình xác định được vị trí ở trong tác phẩm của đoạn trích này là gì. À, khi mà chúng mình đọc lên, chúng mình sẽ thấy đây là đoạn mà miêu tả về cái lần mà Vũ Nương thanh minh, đúng không nào? Nói về cái nỗi oan thất tiết của Vũ Nương khi mà Trương Sinh sau khi đi lính trở về đưa con ra ngoài, đưa con đi thăm người mẹ đã mất, đúng không? Và Trương Sinh thì do là rất là nóng giận lúc bấy giờ, đã hiểu lầm cái lời nói của con và về nhà là đổ lỗi cho Vũ Nương. Đấy, thế đoạn trích của chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ mà Trương Sinh về nhà. Đó, rất là tức giận, la lên cho hả giận. Và đặc sắc nhất ở trong đoạn trích này đó chính là những lời thanh minh của Vũ Nương. Đó là cách mà Vũ Nương, đúng không, thanh minh cho bản thân mình và cái hành động quyết liệt của nàng để chứng minh cho sự trong sạch. Đấy là nội dung chính. Vậy là bước 1 chúng ta phải đọc thật là kỹ để chúng ta xác định được vị trí của đoạn trích, để biết được rằng đoạn trích này nằm ở đoạn mà tác giả kể đến phần nỗi oan thất tiết của Vũ Nương, chứ không phải là đoạn đầu trong cảnh Tiễn đưa chồng đi lính, hay là cũng không phải đoạn sau khi mà Vũ Nương được quay trở về lung linh huyền ảo trên bến Hoàng Giang, đúng không? Đấy, thì khi mà chúng mình xác định được vị trí rồi, chúng ta sẽ lấy đó làm cơ sở để hình dung ra được nội dung chính của đoạn trích là gì. Từ việc mà đây là đoạn mà tác giả nói về nỗi oan thất tiết của Vũ Nương, kể lại về nỗi oan thất tiết của Vũ Nương, thì chúng ta sẽ thấy nội dung chính là tác giả khắc họa cái cách mà Vũ Nương thanh minh cho bản thân mình thông qua việc là bày tỏ này, nói trực tiếp với cả Trương Sinh, xong rồi nói không được thì lời than với trời, và cuối cùng là hành động quyên sinh, đúng không? Đó, đấy nhá, đấy là bước đầu tiên. Bước thứ hai thì chúng mình vẫn sẽ làm giống như buổi ngày hôm qua. Đó là việc mà các bạn sẽ gạch chân những dẫn chứng liên quan đến đối tượng, được không nào? Thì ở đây chúng mình sẽ không phải là liên quan đến một đối tượng nào cả, mà bây giờ các bạn sẽ gạch chân tất cả các dẫn chứng mà các em cảm thấy đặc sắc cho chị. Ok chưa nào? Nhớ xác định dẫn chứng. Sau đó đến bước 3 là chúng mình sẽ phân loại những dẫn chứng này thành từng nhóm, và đó cũng chính là những cái luận điểm chính của chúng ta. Từng nhóm, và đó cũng chính là những ý chính để chúng mình phân tích. Ok chưa? Chị lấy ví dụ nhé, bước 2 và bước 3 của đề bài này đi. Đề bài mà chúng ta vừa mới xét, thì ở đây sau khi chúng ta đọc kỹ và xác định được nội dung chính xong, chúng ta sẽ thấy là trong đoạn này là có 2 hình ảnh chính là Vũ Nương và Trương Sinh, đúng không? Vũ Nương là chủ yếu, nhưng bên cạnh đó vẫn có thái độ và hành động của Trương Sinh. Thế nên chúng ta sẽ xác định 2 ý chính ở đây, đó chính là Trương Sinh và Vũ Nương. Đó, 2 nhân vật Trương Sinh và Vũ Nương thể hiện tính cách này, thể hiện cái lối tư duy này, đúng không nào? Ok chưa? Thể hiện cái cách nghĩ, rồi thể hiện hành động của 2 nhân vật này. Đó, thế xong rồi thì chúng ta sẽ phân loại xem là dẫn chứng nào thì sẽ thuộc về việc chúng ta phân tích cho Trương Sinh, rồi dẫn chứng nào sẽ thuộc về việc chúng ta phân tích cho Vũ Nương. Ok không? Nhá. Đó, được chưa nào? Đấy, thì đấy là bước số 2 và bước số 3. Các bạn gạch chân những dẫn chứng, sau đó thì phân loại nó ra để làm gì? Để khi mà chúng mình phân tích ý, khi mà chúng mình viết bài, chúng ta không bị quên dẫn chứng. Chúng ta không bị sử dụng lại một dẫn chứng. Ví dụ nhá, ví dụ. Đây, dẫn chứng là về đến nhà chàng la lên cho hả giận. Thì cái việc mà la lên cho hả giận này, đó là hành động và thái độ của ai? Của Trương Sinh. Thì chúng ta sẽ phân loại luôn, nó thuộc vào nhóm là phục vụ cho việc phân tích nhân vật Trương Sinh. Đúng không nào? Nhớ, đó phục vụ cho việc là phân tích cho nhân vật Trương Sinh rằng đây là một con người rất là nóng nảy này, mất bình tĩnh này, thiếu bình tĩnh này, đúng chưa? Thiếu tỉnh táo này, ngay lập tức tin vào lời con trẻ để mà đổ oan cho vợ. Đó, ok chưa nào? Nhá, thì chúng ta đã sử dụng dẫn chứng này khi mà phân tích Trương Sinh rồi. Thế thì khi mà phân tích Vũ Nương, chúng ta sẽ không nhắc lại quá sâu về cái việc thái độ của Trương Sinh như thế nào. Chúng ta chỉ cần nói là trước thái độ nóng giận của Trương Sinh, Vũ Nương rất là bình tĩnh giải thích bằng những lời nói đầy mực thước. Ví dụ trong lời nói đầu tiên nhé, thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh, cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót, đâu còn sự mất nét hư thân như lời chàng nói, dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ, mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Trong lời nói đầu tiên chúng ta có thể thấy là ở đây Vũ Nương khóc mà rằng, tức nghĩa là rất là tha thiết trước sự nóng giận của Trương Sinh. Thì trước tiên là Vũ Nương rất là bình tĩnh, tha thiết, mong muốn bày tỏ cái tấm lòng của mình, mong muốn bày tỏ cái sự trong sạch của mình, và tha thiết mong là Trương Sinh đừng một mực nghi oan cho thiếp. Đây nhá, Vũ Nương ý thức rất là rõ về thân phận của bản thân, vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Xong rồi nàng cũng ý thức rất rõ về hoàn cảnh của gia đình mình, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh, cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, khẳng định nhân phẩm của bản thân, khẳng định sự trong sạch của bản thân, đúng không nào? Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Từ đoạn này, từ chỗ cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết cho đến chỗ chưa hề bén gót này, đều là Vũ Nương ý thức rất là rõ và mong muốn khẳng định cái sự trong sạch của bản thân mình. Chưa bao giờ làm những cái điều mờ ám, chưa bao giờ làm những cái điều thiếu đứng đắn khi mà Trương Sinh không có nhà. Và kết lại cho cái lời tha thiết đó chính là việc mà Vũ Nương mong muốn là Trương Sinh hãy hiểu cho nàng và đừng một mực nghi oan cho nàng. Cái việc mà đừng một mực nghi oan cho thiếp, đó là chúng ta thấy được Vũ Nương luôn luôn muốn chứng minh mình trong sạch, vẫn luôn luôn nghĩ rằng mình trong sạch mà không bao giờ mất đi cái niềm tin đó. Về sau các em sẽ thấy không bao giờ Vũ Nương tự nhận mình là một người không trong sạch, kể cả là khi mà nàng quyên sinh hay là khi mà nàng sống ở dưới cung nước và gặp lại Phan Lang thì nàng cũng vẫn luôn nghĩ rằng mình bị oan. Đó là một trong những biểu hiện rất rõ cho lòng tự trọng của nàng. Đúng là trong xã hội ấy là nàng phải nghe theo, là phải phụ thuộc vào người đàn ông trong gia đình. Thế nhưng bản thân nàng trong sạch thì không bao giờ nàng tự làm vấy bẩn cái nhân phẩm của mình hết. Đúng không nào? Vũ Nương có một lòng tự trọng rất đáng trân trọng đấy. Lòng tự trọng là một trong những vẻ đẹp rất là đáng quý của nhân vật Vũ Nương mà tác giả Nguyễn Dữ đã khắc họa rất rõ ở trong tác phẩm này. Đúng không nào? Vậy là ở đây nhá, chúng ta phân loại là với dẫn chứng này thì sẽ dùng khi mà phân tích Trương Sinh, còn đoạn này thì sẽ dùng khi mà phân tích Vũ Nương, đúng không? Và nhớ nhá, một khi đã là dạng phân tích đoạn trích rồi, đừng bỏ qua dẫn chứng nào cả. Được không nào? Đừng bỏ qua dẫn chứng nào cả. Đó, nếu như mà chúng mình bỏ qua dẫn chứng, tức nghĩa là ấy, nó sẽ kiểu như thế này. Khi mà em học kiến thức nền thì em chỉ ghi ở đây là lời nói đầu tiên, Vũ Nương tha thiết mong muốn Trương Sinh hiểu và không một mực nghi oan cho nàng. Rồi đến lời nói thứ hai, có vẻ kiến thức nền chúng ta sẽ học và ghi một cách ngắn gọn là trong lời nói thứ hai thì Vũ Nương là khẳng định cái mong muốn và ước mơ của nàng là luôn hy sinh vì gia đình, vì cái thú vui nghi gia nghi thất, và ý thức rõ về cái hiện thực là tình cảm của nàng, đúng không nào? Là tình cảm của Trương Sinh và cái tình cảm gia đình đến bây giờ đã bị tan vỡ. Đấy, chúng ta chỉ ghi ngắn gọn như vậy thôi. Nếu như mà chúng mình chỉ phụ thuộc vào cái sự ngắn gọn đó thôi thì đi thi chúng ta sẽ lấy gì để viết đây? Đúng không nào? Nên bắt buộc các bạn phải ý thức được một điều như thế này giúp chị này. Đối diện với đề bài dạng đề là phân tích đoạn trích văn xuôi, người ta không định hướng trước cho mình là phân tích nhân vật hay là phân tích cái gì ở trong đoạn trích đấy, mà để tự do cho chúng ta phân tích đoạn trích đó, thì các bạn hãy đừng bỏ qua bất cứ một dẫn chứng nào nhé. Chúng mình sẽ không bỏ qua dẫn chứng nào cả, để chúng ta phân tích thật là cặn kẽ cái đoạn trích đó. Tất nhiên là chúng ta sẽ không chia quá là vụn vặt dẫn chứng ra, mà sẽ phải có cái bước như chị nói đấy, là phân loại dẫn chứng thành các nhóm và xác lập thành những ý chính lớn. Trong ý chính lớn thì sẽ gồm nhiều ý nhỏ. Thì đấy, nó mới giúp cho bài viết của chúng ta vừa cặn kẽ lại không bị vụn vặt. Nó vừa cặn kẽ mà lại rất là đầy đủ và khoa học. Được không? Ok chưa? Nhá, đấy là cái chị lấy ví dụ để các bạn hình dung ra. Tương tự này, tương tự đến phần dưới. Ở đây phân tích đoạn trích thì không phải là chúng ta cứ đi từ đầu đến cuối. Câu đầu tiên tác giả đã miêu tả Trương Sinh, tiếp theo tác giả miêu tả Vũ Nương, rồi tác giả lại miêu tả Trương Sinh. Chúng ta không thể viết như thế đúng không? Mà chúng ta sẽ tập trung phân tích về Trương Sinh ở trong đoạn trích ngày trước, sau đó phân tích về Vũ Nương. Trong hình ảnh của Vũ Nương thì thứ nhất là có cái số phận bi thảm của nàng khi mà không thể tự minh oan cho bản thân mình, trong khi nàng hoàn toàn trong sạch nhưng lại phải có hành động quyên sinh, phải tìm đến cái chết để chứng minh cho sự trong sạch ấy. Đấy là số phận bi thảm. Và bên cạnh số phận bi thảm thì Vũ Nương vẫn ngời sáng những phẩm chất tốt đẹp của một người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Đó là có lòng tự trọng này, có tình yêu và biết hy sinh cho gia đình này. Đúng không? Ok chưa? Nhá. Và luôn luôn giữ gìn cái phẩm chất của mình, luôn luôn giữ gìn cái phẩm giá của mình, không để bị bẩn đục, và cũng cố gắng là bảo vệ bằng được cái sự trong sáng của bản thân. Ok chưa? Đấy, thì đấy là việc mà chúng ta sẽ chia ra thành các ý lớn rồi các ý nhỏ. Và trong mỗi ý nhỏ đấy thì sẽ sử dụng những dẫn chứng này để chúng ta phân tích. Các bạn hình dung ra chưa nào? Ok nhá, được không? Đây, khi mà chúng mình phân tích bên trên xong, tiếp tục xuống dưới. Chúng ta, đây là đang ở bước lập dàn ý nhá, chứ chưa phải đi vào phân tích. Thì chúng ta sẽ thấy bên dưới này, sau lời nói của Vũ Nương thì Trương Sinh cũng không tin. Rồi là gì? Rồi là nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra thì lại giấu, không kể là do lời con nói, và chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì cả. Thế đoạn này chúng ta lại sử dụng để phân tích về Trương Sinh, đúng không? Kết hợp cùng với bên trên nhá, thì bên dưới là phân tích vẫn là hình ảnh của Trương Sinh, một mực không tin lời của Vũ Nương nói. Vũ Nương có nói như thế nào thì anh ta vẫn cũng rất là bảo thủ, vẫn rất là nóng này. Đúng không nào? Vẫn rất là nóng này, vẫn một mực nghi oan cho Vũ Nương. Kể cả là có sự xác nhận rồi bênh vực của hàng xóm thì anh ta cũng không tin, chàng ta cũng không tin. Đó, đúng không nào? Thì qua đó chúng ta có thể thấy đây là một con người rất nóng nảy này, rất là bảo thủ này, đúng không? Rất là bảo thủ, rất là nóng nảy. Và là một trong những cái hình ảnh mà khiến cho người ta nghĩ ngay đến xã hội nam quyền ngày xưa, khi người đàn ông có cái tiếng nói trong gia đình, nói như thế nào thì tất cả mọi người phải nghe theo. Đấy, đúng không nào? Rồi đây cũng là một con người vũ phu nữa. Đây, chỉ mắng nhiếc nàng rồi đánh đuổi đi. Đó, vũ phu nóng này, rồi đa nghi hay ghen, đúng chưa? Và nhá, nếu phân tích sâu hơn nữa chúng ta thấy này, nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra thì lại giấu, không kể là lời con nói. Ở đây là gì? Ở đây là cái việc đã thấy là đã rất là bảo thủ rồi mà lại không muốn nói một cách rõ ràng, kiểu như là một cái sự sĩ diện ở đây vậy, đúng không? Rằng là tôi nói như vậy thì tất cả mọi người phải nghe, không cần phải biết do ai nói ra. Tôi đã biết được cái sự thật như vậy rồi thì tôi sẽ khăng khăng đi theo cái sự thật đấy, khăng đi theo cái mong muốn đấy của tôi. Đúng không nào? Ok chưa? Đó, như vậy là vẫn là những dẫn chứng về Trương Sinh. Rồi đến tiếp tục là lời nói của Vũ Nương. Thế nên rằng khi đối diện với một đoạn trích như thế này, nếu như các bạn không lập dàn ý trước và không học kỹ về kiến thức nền thì các bạn sẽ rất là hoang mang trong việc không biết phân tích cái gì trước, không biết phân tích cái gì sau. Đây là cái kỹ năng mà chúng ta truy xuất thông tin từ trong đoạn trích mà đề bài cho, để chúng ta tự hình thành nên một cái dàn ý và chúng mình phân tích. Được không nào? Nhớ, kỹ năng truy xuất thông tin này này, bình thường ấy, đáng ra các bạn phải nắm rõ cái kỹ năng này. Tuy nhiên là với cái bối cảnh hiện nay chúng ta học chủ yếu là để phục vụ cho kỳ thi, đúng không nào? Nên chị biết rằng là các bạn ấy rất là thụ động trong việc truy xuất thông tin. Đến lớp là chúng mình chỉ nghe thầy cô hướng dẫn thôi, sau đó chúng mình ghi chép lại đúng theo ý như vậy, và đi thi bao giờ cũng bê nguyên si phần nó vào. Như vậy là chúng ta chưa linh hoạt rồi, đúng không nào? Phần kiến thức nền chúng ta được học chỉ là một phần thôi, là phần quan trọng nhất của tác phẩm. Bên cạnh đó thì khi đi thi đề bài hoàn toàn có thể trích và nhặt một đoạn rất nhỏ ra và yêu cầu chúng mình phân tích. Vậy nếu như đoạn rất nhỏ đó không nằm trong phần kiến thức nền các bạn được học thì sao đây? Không biết làm à? Như thế là không được, đúng không nào? Chúng ta phải có được cái kỹ năng truy xuất thông tin, là chúng ta đọc và chúng ta biết đây là dẫn chứng để phục vụ cho việc phân tích cái gì, đúng không nào? Đây là dẫn chứng cho nhân vật nào, đây là dẫn chứng cho nhân vật nào. Đấy, chúng ta phải phân loại được như thế trước khi phân tích thì việc lập dàn ý nó mới có hiệu quả. Và khi đó khi chúng mình đi vào bài rồi chúng mình cứ viết và dựa theo dàn ý như vậy thôi, không bao giờ sợ thiếu và cũng không sợ lan man, không sợ là bài của mình dài dòng, không rõ ý. Ok chưa? Các bạn đồng ý với chị chưa nào? Nhá. Rồi, đấy, thì chị mong rằng là với những lưu ý của chị như vậy, các bạn sẽ hình dung ra được các bước để chúng ta lập dàn ý khi đối diện với dạng đề bài là phân tích đoạn trích văn xuôi. Các em cứ làm đi rồi chúng ta sẽ quen, được không nào? Vậy bây giờ câu hỏi đặt ra là làm như thế nào để ngay trong quá trình học kiến thức nền các bạn vẫn được rèn luyện cái kỹ năng nắm bắt những thông tin và bám sát vào tác phẩm, không bị bỏ sót các dẫn chứng. Được không nào? Đây, thì chị có thể gợi ý cho chúng mình như thế này nhá. Đó là việc chúng ta phải đọc thật là kỹ tác phẩm đó trước khi đến lớp. Ok chưa nào? Đọc thật là kỹ trước khi đến lớp. Và ngay trong đoạn nào mà các em thắc mắc, tò mò, các em đánh dấu lại luôn, để buổi hôm sau lên lớp có thể trao đổi lại với thầy cô, trao đổi lại với các bạn. Ok chưa nào? Thứ hai là trong quá trình học trên lớp ý, không phải là chỉ ghi chép những gì thầy cô bảo ghi. Được không? Ở đây chúng mình lớp 9 thì có thể vẫn còn hình thức là đoạn nào cần ghi thì cô giáo sẽ bảo chúng mình các em ghi bài này, đúng không? Nhưng nếu như vậy thì các bạn sẽ ghi được rất là ít, và đó chỉ là cái phần xương rất là căn cốt thôi. Các em khi lắng nghe thầy cô giảng nhá, phần nào thầy cô nói hay, phần nào thầy cô mở rộng thêm, ghi tốc ký vào trong vở luôn. Có thể là chữ chưa đẹp, có thể là gạch đầu dòng, hay là dấu, hay là phân loại ý nó chưa rõ ràng. Các em cứ ghi vào đi đã. Sau đó về nhà chúng mình đọc lại, chúng mình tự xếp xem đâu là ý lớn, đâu là ý nhỏ. Thì như vậy chúng ta sẽ có thời gian nghiền ngẫm tác phẩm và hiểu sâu hơn. Được không? Không bỏ qua bất cứ một đoạn chi tiết nào cả. Đó, hoặc cái gợi ý thứ hai là các bạn có thể chúng ta tham gia trong khóa học. Được không nào? Trong khóa học khi chúng ta học về kiến thức nền thì tất cả các tác phẩm, đặc biệt là các tác phẩm văn xuôi, chúng ta sẽ đi rất là kỹ. Bởi vì chị rất là sợ các bạn khi đi thi nhá, là chúng ta học một đằng nhưng mà đi thi một nẻo. Tức nghĩa là học thì chỉ học về kiến thức nền, học theo nhân vật, học theo tình huống chuyện. Trong khi đi thi là yêu cầu phân tích một đoạn trích, và khi đó các bạn bỏ qua rất là nhiều dẫn chứng. Nên ở trong quá trình học, trong khóa học cùng với chị, thì chị sẽ cố gắng đi sâu về từng cái dẫn chứng này cùng với các bạn nhá. Được không nào? Đấy, ví dụ như vừa rồi chị có nói với các em đấy, trong lời nói đầu tiên của Vũ Nương, chúng ta có thể rút ra được rất là nhiều những ý nghĩa. Không chỉ là việc mà Vũ Nương mong muốn Trương Sinh cởi bỏ mối nghi ngờ bằng một sự tha thiết của một người vợ thủy chung đâu, mà ở đó chúng ta còn thấy này, Vũ Nương, lời nói của nàng, giọng điệu của nàng vô cùng mực thước. Trước sự nóng nảy của chồng như vậy, rõ ràng nàng đang bị oan. Các em cứ hình dung là tâm trạng của một con người chẳng làm gì sai tự dưng về bị người khác đổ oan như thế, lại còn bị mắng chửi, đúng không nào? Thì sẽ ức chế lắm chứ. Nhưng mà Vũ Nương là một người hiểu chuyện, và nàng sống trong bối cảnh xã hội ngày xưa, hiểu chuyện, hiểu biết này, mực thước, một người con gái dịu dàng, đảm đang. Và nàng biết được rằng là Trương Sinh đang có cái sự hiểu lầm nào đó, nên đầu tiên là nàng rất là bình tĩnh, trong cái lời nói là vô cùng tha thiết, giống như việc là nhún nhường trước ấy, nhún nhường trước để mong sao chồng hạ bớt cái cơn giận đấy đi, để có thể lắng nghe nàng. Đúng không nào? Thì cái đoạn đầu tiên, lời nói đầu tiên, nàng khẳng định về cái việc mà thân phận của bản thân mình. Nàng ý thức rất rõ về thân phận của bản thân mình, ý thức rất rõ về hoàn cảnh của gia đình mình, và mong muốn khẳng định cái sự trong sạch của bản thân. Cái khẳng định sự trong sạch của bản thân của Vũ Nương cũng rất là khéo léo nhá. Lời nói của nàng, các em có thấy là liên tiếp sử dụng những hình ảnh, tượng trưng không? Đúng không nào? Ok chưa? Nhá, liên tiếp sử dụng những cái hình ảnh tượng trưng, không phải là khẳng định là thiếp luôn luôn thủy chung với chàng, chàng đừng có nghi oan cho thiếp, mà trong lời nói của Vũ Nương sử dụng rất nhiều hình ảnh này: cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Đó, mặc dù ở đây là một đoạn mà Vũ Nương nói với cả Trương Sinh, nhưng lời nói của Trương Sinh thì gần như là không có, mà tác giả tập trung vào khắc họa lời nói của Vũ Nương. Vậy nên chúng ta phải phân tích thật là kỹ lời nói của nàng thì mới thấy được vẻ đẹp, phẩm chất của nàng này, thấy được sự khéo léo này, thấy được sự hiểu biết, sự mực thước, vân vân. Một những cái vẻ đẹp, phẩm chất của nhân vật Vũ Nương. Được không nào? Ok nhá. Đó, đấy là những lời khuyên của chị, và cũng là những lời tổng kết khi chúng ta tham gia chiến dịch lập trình văn học này. Vậy là 4 buổi cũng đã qua, chúng ta đã cùng với nhau đi từ những buổi đầu tiên và đến bây giờ. Các bạn đã có cho mình những cái kỹ năng khi chúng ta thiết lập dàn ý trong quá trình phân tích thơ và trong quá trình phân tích văn xuôi. Chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp nhiều những cái khó khăn đấy, bởi vì thời gian chưa có nhiều, chúng ta chưa có cơ hội được luyện tập cùng với nhau này. Chị cũng chưa thể đưa ra thử thách để các bạn thực hiện và nhận xét được. Đó, thế nên rằng chị rất mong là được gặp lại các bạn ở trong khóa học VIP 2 tới đây, khai giảng vào ngày 13 tháng 10, để chúng ta sẽ cùng với nhau đi thật là kỹ về tất cả các văn bản. Và sau khi học xong, các bạn sẽ vừa có một dàn ý chi tiết, các bạn lại vừa có một cái phần viết mẫu để các em hình dung ra. Được không nào? Các em cứ hình dung giống như tài liệu mà hôm trước các bạn được nhận đấy. Thì chúng ta, khi mà chúng ta học kiến thức nền, chúng ta sẽ có cái dàn ý rất là chi tiết và phần viết mẫu tương ứng với dàn ý đó để các em học thêm về cách diễn đạt nữa. Tài liệu buổi hôm trước, chị nghĩ rằng chắc là sẽ có những bạn mà rất là bất ngờ về phần bài đồng chí, đúng không? Với 7 câu thơ đầu thôi mà phân tích được nhiều đến như vậy, nhiều cái chất liệu để chúng ta phân tích đến như vậy. Thì khi phân tích văn xuôi cũng như vậy các em ạ. Đặc biệt là chuyện người con gái Nam Xương, có rất nhiều các ý để chúng ta có thể khai thác. Nên bộ tài liệu này cũng đang chờ đợi các bạn đấy. Các bạn hãy nhớ làm đầy đủ các bước để chúng ta nhận tài liệu số 2 nhá. Được không nào? À, chị ơi, đoạn trích là đề cho ra hết luôn hay là có dấu chấm chấm chấm? Nếu như mà đề cho ra dạng phân tích đoạn trích ý, thì đề sẽ thường là trích hết đoạn trích đấy ra cho chúng mình, chứ đề sẽ không có dấu chấm chấm đâu. Thế thì khi mà chúng mình viết vào bài ý, và trích ở phần mở bài, các em không cần phải chép lại cả đoạn trích. Chúng ta chỉ cần ghi câu đầu, sau đó chấm 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 đến câu cuối thôi. Đấy là trong bài viết của chúng ta. Còn trong đề bài thì chị thấy rằng là một khi đề bài cho vào dạng phân tích đoạn trích thì đề bài sẽ trích ra cho chúng mình. Được không nào? Sẽ trích ra cho chúng mình. Đó, bởi vì là ai mà học thuộc hết, lầu lầu được tất cả một tác phẩm văn xuôi như vậy, chúng ta chỉ nhớ theo những dẫn chứng được thôi mà, đúng không? Đó, thế nên rằng các bạn lại có một lợi thế với dạng đề này, là đề bài trích ra cho chúng ta dẫn chứng. Chúng ta cứ phụ thuộc vào đó thôi, chúng ta cứ bám sát vào đó để chúng mình phân tích, chúng mình lập dàn ý. Ok chưa? Được không nào? Và hôm nay cũng là buổi học cuối cùng rồi đấy. Và ngày hôm nay là hạn cuối cùng để chúng ta được áp dụng ưu đãi về học phí khi tham gia khóa học VIP 2 các bạn nhé. Được không nào? Đó, thì khi mà các em tham gia trong chiến dịch này rồi đăng ký khóa học VIP 2 thì các bạn sẽ được hưởng ưu đãi về mặt học phí đấy. Ok chưa? Đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. 4 ngày trôi qua vừa rồi, chị đã thấy được tinh thần học của các bạn. Mặc dù là buổi đầu tiên thì hồ hởi phấn khởi lắm, nhưng những buổi sau có rất nhiều bạn nhắn cho chị là mạng không ổn định nên không thể tham gia vào trực tiếp được. Rất là tiếc cho chúng mình. Những bạn đó thì lại không thể được nhận tài liệu mất rồi. Nên là những ai mà các em có thể tham gia được thì chị mong là các bạn tận dụng cơ hội, làm đầy đủ các bước để được nhận tài liệu nhá. Ok chưa? Rồi, thì chị sẽ trở lại cùng với chúng mình trong những chiến dịch khác tới đây. Có thể là về nghị luận xã hội này, có thể là về đọc hiểu này, hoặc là có thể về các tác phẩm thơ hiện đại, văn xuôi hiện đại vân vân nhá. Nên là nếu chúng mình khó khăn về phần nào, các em có thể nhắn tin về cho chị để được hướng dẫn, và chị cũng sẽ dựa vào đó để xây dựng những chiến dịch tới đây nữa. Các em có muốn tham gia những chiến dịch miễn phí để chúng ta học tập cùng với nhau và mỗi ngày tích góp một chút ít kinh nghiệm khi viết văn không? Đúng không nào? Ok nhá. Đó, thế thì chị sẽ cố gắng tổ chức thêm những chiến dịch khác để các bạn có thể tham gia. Nhưng mà chị cũng rất mong là chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trong một khóa học xuyên suốt từ tháng 10 cho đến khi chúng ta thi. Đấy, để có một cái sự ổn định khi chúng mình học. Đúng không nào? Hàng tuần chúng ta học 2 buổi mỗi tuần. Mỗi buổi thì có thời lượng khoảng 2 tiếng, hơn 2 tiếng một chút xíu. Đó, để chúng ta học về kiến thức nền trước này, rồi học về phương pháp này, rồi học về nghị luận xã hội, học về đọc hiểu tiếng Việt, và có giai đoạn luyện đề cuối cùng để tự tin trước khi thi. Ok không? Đã thế thì lại còn được ưu đãi về học phí khi mà đăng ký trong quá trình chúng ta tham gia chiến dịch này nữa. Ok nhá. Rồi, rất muốn. Ok, rồi thế thì chị cũng sẽ cố gắng là mở thêm những chiến dịch khác. Nhưng mà nhớ là các em phải tham gia đầy đủ và ủng hộ những chiến dịch đó bằng cách là học tập chăm chỉ nhá. Được không? Ok chưa? Rồi, đó là toàn bộ nội dung ở trong chiến dịch lập trình văn học mà 4 buổi vừa rồi Học Văn Chị Hiên đã đồng hành cùng với các em. Rất mong là chiến dịch này đã đem đến cho các bạn ít nhiều những kiến thức hay, những kiến thức bổ ích để các em áp dụng trong quá trình chúng mình phân tích và trong quá trình chúng ta làm bài văn nhé. Nhớ một điều rằng là gì? Hãy cố gắng lập ý trước khi phân tích. Không phải là lập một dàn ý chi tiết mà tốn cả một ngày để chúng mình lập đâu. Chỉ là những cái gạch đầu dòng thôi, chỉ là những từ khóa thôi để chúng ta bám vào cái xương đấy để chúng mình viết được một bài đầy đủ và logic nhá. Được không các em? Nhớ lời khuyên này nhá. Hãy thử áp dụng đi, đừng lười, chúng ta đừng ngại là khi viết thôi em không lập dàn ý đâu, lâu lắm bao giờ mới xong. Không phải đâu, chúng mình chỉ tốn khoảng độ 2 đến 3 phút cho một dàn ý thôi mà. Nên hãy cố gắng theo các cái bước mà chị hướng dẫn. Có thể lúc đầu các bạn làm còn chậm, nhưng dần dần các em sẽ quen và hình thành một cái kỹ năng không thể thiếu khi chúng mình đi thi. Nhớ chưa nào? Ok không? Rồi, còn tài liệu của buổi ngày hôm nay các bạn cứ làm đầy đủ các bước, sau đó nhắn tin về cho chị thì chị sẽ gửi sẽ đến một cái khoảng thời gian để chị gửi đồng loạt cho tất cả các bạn đã hợp lệ nhá. Được không nào? Ok chưa? Đó, nên là các em cứ thực hiện thử thách, sau đó thì nhắn tin về cho chị để chúng mình đợi nhận tài liệu nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và rất mong được gặp lại các em trong khóa học VIP 2 tới đây, được không? Tất cả những thông tin về khóa học các bạn có thể nhắn tin về cho chị để nhận thông tin chi tiết về lộ trình này, về học phí này, về ưu đãi học phí này, đó, về thông tin về tài liệu, về lịch học vân vân nhá. Rồi, còn bây giờ thì chúng mình dành thời gian nghỉ ngơi đi. Chúc các em có một cuối tuần thật là vui vẻ, và tuần tới đây lại là một tuần tràn ngập năng lượng với những kiến thức bổ ích nhé. Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những chiến dịch sau. Bye bye!